Dạ, em là Đoàn Thị Hoa, em sinh năm 1983. Đoàn Thị Hoa, em đang ở đâu? Em đang ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hoa sinh năm 83 hả? Dạ. Rồi, hôm nay là Hoa kết nối là để kiếm ai Hoa? Em tìm mẹ ruột của em là Lê Thị Huệ. Lê Thị Huệ có tên mẹ ha? Dạ, có tên mẹ và năm sinh của mẹ là mẹ thì nói là một sinh năm 1961, nhưng mà có cậu của mẹ nói là 1963. Thì trong 2 năm đó. Rồi, vậy thì hồi đó em với mẹ là thất lạc nhau trong cái tình huống như thế nào? Bây giờ em nói từ đầu đi ha, cho nó logic. Thì khoảng năm 1981 82 gì đó thì ba em đi chủ nghĩa vụ quân sự ở trên Thái Nguyên. Thì gặp mẹ em là đang buôn bán ở Thái Nguyên, ở huyện tại huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Còn quê gốc của mẹ em thì lại ở quê gốc mẹ em là ở thôn Phúc Triền, Phúc Triền 4 đấy, xã Đông Thanh, huyện Đông Thiệu cũ và bây giờ nó là Đông Sơn, Thanh Hóa. Ngày bây giờ thì là huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, còn ngày xưa là huyện Đông Thanh, huyện Đông Thiệu, xã Đông Thanh, huyện Đông Thiệu cũ. Dạ. Rồi Thì ba mẹ quen nhau ở trên trên Thái Nguyên trên Thái Nguyên. thì khoảng giữa năm 1982 thì ba em ra quân và trở về thành phố Thanh Hóa, buôn bán ở thành phố Thanh Hóa được một thời gian thì mẹ em có bầu em. Thì ba em tên là Đoàn Văn Triểu, Đoàn Văn Triểu. Quê ở Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Chịu là Chịu 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 CH đấy ạ. chịu nặng ha, chịu hả? CH Đúng rồi, là nhẹ đấy ạ. nhưng mà dấu nặng đúng không? Chịu Dấu hỏi ạ. chịu Chưa giống hỏi chiều ạ. giống kiểu là Nguyễn Đình Chiểu Dạ. đúng không? Giống kiểu Nguyễn Dạ Đình dạ đúng Chiểu rồi. đúng không? Dạ. Đoàn Văn Thì Chiểu hả? dạ. Rồi, Đoàn Văn Chiểu ở ở ở Thanh Hóa hả? Không, ở Quỳnh Nguyên, Quỳnh Phụ, Thái Bình À, Thái Bình. Rồi. ạ. Rồi, rồi sao nữa? Tiếp theo là sao? Thì khi mà giữa năm 82 thì về Thanh Hóa buôn bán, về tại tại thành phố buôn bán ở ở cái vườn ở cái chợ vườn hoa cũ ở thành phố Thanh Hóa, và có thuê trọ ở cái bến xe cũ Thanh Hóa. Thì khi mà có bầu em khoảng được 3 tháng thì ba em mới dẫn về quê Thái Bình. Cái lúc đó là Tết. Thế nhưng mà hồi đó thì dẫn về quê thì ông bà nội á thì cũng có vẻ là chưa tin tưởng lắm. Thì ba em mới ở lại và mẹ em lại trở về thành phố Thanh Hóa để làm ăn buôn bán tiếp. Thì khi sinh em ra được khoảng mẹ em sinh tại Thanh Hóa và khoảng được 1 tháng, hơn 1 tháng, gần 2 tháng thì mẹ em có bế em quay trở lại Thái Bình và ông bà nội em nhận nhận hai mẹ con ở lại, và đã mẹ em thì cũng ở lại được 9 tháng. Nhưng mà mẹ em sau đó buôn bán, thì cái thời đó nghe nói là buôn bán nó còn bị cấm nên là bị thua lỗ, rồi là mới mẹ em mới trốn đi, bỏ đi. Và từ đó, từ năm khi mà năm mẹ em đi là năm 1984, lúc đó em mới được tròn 1 tuổi. Thì từ đó là em không có mẹ. Khi mà đi thì em nghe nói là mẹ mẹ cũng về 1 2 lần, thế nhưng mà vì là chưa có làm đủ tiền để trả nên mẹ lại lại đi tiếp, thì từ hồi đó là không có về nữa. Thì tới tận đấy năm năm vừa rồi đó, tháng 7 vừa rồi, thì thực ra thì bố em cũng chưa về tới tới cái huyện Đông Đông Thiệu đâu, chưa về quê đâu, mẹ em chưa có đưa về quê, chỉ sống ở thành phố Thanh Hóa thôi. Thì mẹ em có cho cái địa chỉ thì bố em mới cho lại. Bây giờ bố em kêu là đi tìm mẹ thì bố em mới cho lại địa chỉ. Thì tháng 7 vừa rồi em đã tìm về được quê của mẹ, và quê của mẹ thì vẫn còn cậu cậu và bác, là tên là Lê Thị Đan và cậu là cậu hai.
Vẫn Rồi. vẫn ở đó Ừ, rồi các cậu nói mẹ đi đâu? ạ. Thì các cậu thì em về thì cậu và bác thì nói chung là cũng không biết là do là bác quên hay là cậu quên, hay hai người thì đôi khi nói cũng không trùng khớp. Thì bác thì nói là khi mà về đấy thì mẹ buôn sau cái lần bỏ đi đấy thì mẹ quay trở lại thành phố Buôn Thanh Hóa buôn bán, thì thỉnh thoảng cũng có về, nhưng mà cậu thì nói là về 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 nhà cậu, và đã xây lại năm 88, mẹ có xây cái nhà trên đất của ông ngoại. Thì đến tận năm 89 là ông ngoại đã mất, và đến năm 90 thì nếu mà mất tích là từ năm 90 mà mẹ không không quay trở lại lại quê nữa, mà cũng là do lại buôn bán một lần nữa lại lại bị thua lỗ. Mà đi từ hồi đó thì cậu với bác không có tin tức gì nữa. Ừ. Yeah. Ngộ quá ha. Rồi kể cả là cái chuyện là bỏ chồng với bỏ con, bỏ bên nội thì đã đành. Nhưng bên ngoại em tìm về được đó rồi cũng nghe nói mất tích luôn. Từ năm Dạ, 90. từ năm 90 ạ. Dạ, thì Tính đến thực nay ra là thì mẹ em em tính đến nay là mẹ em khoảng bao nhiêu tuổi? năm nay nếu sinh năm 61 thì là 61 tuổi, còn nếu nay sinh năm 63 thì là mới có 59 tuổi thôi, vẫn còn Con trẻ. còn trẻ. Vâng, còn trẻ. Chỉ sợ cái khả năng xấu là gặp những cái tai nạn bất thường thì mới thôi, còn nếu mà về tuổi thì cũng vẫn còn còn trẻ. À, vậy rồi em có giữ liên lạc với mấy cậu không? Thì em mới về hồi tháng 7 thì em vẫn vẫn có số điện thoại của các bác. Thì về thì các bác cứ nói là chắc là mẹ chết rồi. Thế là nhưng mà em nghĩ là nếu như mẹ có thế nào đi nữa thì em cũng vẫn phải tìm. Bởi vì là thực ra thì mẹ thì buôn bán một thân một mình con gái, nên là chắc là cũng bị lừa lừa nhiều lắm anh ạ, nên là mới dẫn đến cái tình trạng là bị đổ nợ, nên là Thì nói chung đó là cái việc là em lo ngại thôi, chứ còn đôi khi lại là buôn bán ngoài thương trường nhiều thì đương nhiên là phải có kinh nghiệm chứ, đó là lo và ngại thôi. dạ, nói chung là cũng có nhiều nhiều lý do để mẹ không quay trở lại. Cũng có thể mẹ có một cái gia đình mới mà mẹ Đúng rồi. còn phải lo cho các em, hoặc là thì em cũng cũng đưa ra nhiều cái giả thiết. Thế nhưng mà mình nghĩ là bây giờ thì khi giờ có con rồi thì mình cũng nghĩ là cũng chẳng có người mẹ nào mà muốn bỏ con đâu, nên là chắc là mẹ vì cái lý do gì đó mẹ không có quay trở lại tìm. Thế nên bây giờ em phải tìm, dù là trong cái hoàn cảnh nào thì cũng chỉ cần biết mẹ như thế nào là mình yên tâm rồi. Thì cũng hy vọng là vậy. Vậy là cái thông tin của mẹ thì cho anh biết mấy tên tên của mấy cậu này kia coi, thì biết đâu được có ai liên quan thì biết được mẹ em thì người ta báo. Cậu tên là cậu hai ạ. Cậu hai và bác gái là Lê Thị Đan ạ. Lê Thị Đan là vợ của cậu hả? Là bác là chị của mẹ, Lê Thị Đan và Lê Văn Hai là chị gái của mẹ. Chị gái của mẹ có một số vùng miền thì kêu bằng gì? À dạ vâng, thì em là người bác thì tên là kêu là Bằng bác. Bác Lê Thị Đan rồi tên gì nữa? là cậu hai ạ, chắc là Lê Văn Hai gì đó. Vâng. Bên này ông ngoại thì tên là Nghiêm ạ. Ông Nghiêm. Vâng. Ông ngoại tên là Nghiêm, tại vì là như mẹ là bà ông ngoại thì có hai bà ngoại. Bà ngoại lớn thì sinh ra bác Đan và mẹ em, còn bà ngoại hai thì là sinh ra cậu cậu hai ạ. Thì Ok bây giờ rồi vậy là đủ. cũng đủ rồi em, để cũng cũng mong là có ai báo tin thì anh sẽ nhắn lại cho em ha. Có ai biết về tên của mẹ này kia thì mong cộng đồng có ai biết tin thì người ta sẽ báo. Thì cái mức thưởng thì em
Nếu như mà tìm được về em thì em cũng xin hậu tạ 20 triệu đồng. Và trước tiên thì em cũng cảm ơn anh vì anh đã tiếp nhận câu chuyện của em và lắng nghe em. Và sau nữa là xin nhờ các cô chú anh chị trên cộng đồng mạng nếu biết thì báo tin giúp em. Em đợi ở Đồng Nai Dạ ha. em ở Biên Hòa, Đồng Nai. Ừ. Dạ. Rồi ok em, thì mình cũng cứ làm hết cái khả năng của mình, còn cái việc mà đến đâu thì cái điều đó mình cũng chưa biết được em ha. Dạ, thực Ừ. ra thì cũng chỉ mong chờ, em cũng đã đi về quê tìm và cũng đã nhờ. Thực ra em đợt về quê em cũng đã đi khắp cái chợ vườn hoa Thanh Hóa để hỏi những cái người lớn tuổi, thế nhưng bây giờ chợ cái đó thì bây giờ người ta cũng còn một số thôi, còn một số thì người ta không ấy nữa, người ta cũng không biết. Mà bây giờ còn một số còn thông tin nữa là nghe nói là quê quê của ông nội em thì là ở Nam Định, và mẹ cũng có một thời gian là cũng đi lấy hàng hóa và buôn bán ở chợ cái chợ Rồng Nam Định ấy ạ. Dạ. Cái Nên bây giờ chị vấn đề quan trọng nhất đó là bên quê mẹ, những người biết đến mẹ thôi, còn bởi vì mình không có phải là kiếm quê bố nên là mình cũng không có cần bên đó. Rồi, ok em, để anh ghi nhận cái thông tin của em nha. dạ, vâng. Rồi, chào Cảm em. ơn anh. Dạ. Anh cho em biết Dạ tên của anh hết. em là Nguyễn Toàn anh. Dạ. Nguyễn Toàn. Nguyễn Toàn, dạ. Dạ. Dạ, hôm nay anh Toàn kết nối là để kiếm ai vậy à? Dạ kiếm đuổi em anh. Đuổi em. Dạ, rồi thất lạc nhau là vào năm mấy anh? Dạ em cũng hỏi cái người bà chị ở nhà, bà chị cá là bà nói là hầu bà mẹ cho là em là em là năm sinh năm 70, mà nó là bà chị cá bà nói năm 71, năm Dạ. 71 mà nếu ví dụ mà nó có trâu thì nó trâu qua đầu năm 72 tâu chứ nó không có lâu nữa. Dạ. Nếu vậy Mà thì năm 71 năm 71 là chắc anh. dạ. Vậy thì 70, 71 hoặc 72 trong 3 năm đó đúng không? Dạ. Mà 71 là cao nhất đúng không? Khả năng Dạ 71 là cao nhất đúng rồi. Đúng không? dạ 71 là chính là cái ngư bà chị cá nhà bà nói là năm 71 là chính, nhưng mà em cũng nghĩ là sợ là bà cũng không bên quên, bà nói là nếu nó có qua là qua đầu năm 72 tao. Dạ. Rồi, cho em hỏi là người anh đó tên gì? Là hầu cho mới có 3 tháng tuổi anh À, giờ. mới 3 tháng tuổi. Vậy là chưa đặt tên. Chưa. Dạ. Rồi tình huống cho là ra sao và cho ai, anh kể cho em nghe. Cái bà mẹ em với bà mẹ đấy là cũng như bà lớn bà nhỏ, bà mẹ kia bà ẩm bà cho do hai người nó quay đâu lại, bà ẩm bà cho bà mới giật bà ao bà ẩm bà cho, mà bà còn bây giờ bà cho ngay chợ Thị Hoa, chợ Thị Hoa lại do em của trong trong tỉnh luôn. Dạ. Vậy là bị bà là gì? Là bà ghẻ sao? Bà bị bà hai cho. Dạ. Cái Lý do. bà đấy là cái bà đấy bà không có đế. Dạ. Bà gì kia? Mà sao không không đẻ mà lại đi cho con của vợ sao, vợ trước? Đâu cái bà mẹ em là bà người sau. Bà kia Dạ. là bà người trước. Ở hai bà kinh lộn á. À, nếu vậy là mẹ của anh là bà nhỏ. Dạ bà nhỏ. Vậy là bà lớn ẵm con của bà nhỏ đi cho. Dạ cũng hai người kình lộn, bà mẹ em bà nghĩ là cũng bà làm dốc bà ẩm chút bà trái ai như bà đi một con luôn bà cho À. luôn. Dạ. Cho ở chợ Tuy Hòa anh. Chợ Tiêu Hòa, ngay chợ Tiêu Hòa Dạ. mà em nói vậy là hầu cho là em mới hỏi bà này cách khoảng 5 6 năm à, là cái bà cho ấy, bà nói là cho ngay chợ Tiêu Hòa đấy, mà cái bà mẹ chồng của cái bà đấy, mẹ chồng của cái bà đấy là bà nói bà có con dâu bà không có con nên 10 năm bà được, bà nói được dễ cho bà ẩm với cho dâu bà nó nuôi, bà có con dâu mà nay 10 năm không có con, cái bà đấy là cái nếu như mà bà nói với ở đấy là nó kêu bà đấy là bằng bà nậu không, tại vì con trai bà cứ con dâu mà 10 năm không có con Dạ. á. À.
Rồi có biết là bà tên gì và cho cái người có con dâu đó tên gì không? thiệt khổ rồi cho anh, thiệt khổ rồi cậu. Tại bà cho mà cái bà khi nãy bà nói bây giờ là tới nhà bà Tư bà không chịu đi, bà quay quay bà gì à, bà cho được bà mừng bà quay quay bà gì à, bà cỡ vậy á. Dạ, có nghĩa là không có tên của cái người mà được cho. Cái người mà xin đấy là giờ mình cũng không biết áo giáp gì là biết ở tiếng bà thôi, chứ còn không biết tên tuổi gì hết á. Bà cho cho bà dí dòng thôi nha. Cái bà xin đấy, cái bà mẹ chồng của cái bà mà nó không con đấy là bà xin, bà nói cho con dâu bà nó nuôi cho nó, cái chồng đây 10 năm không có Dạ. con. Bà mơ bà có mơ bà cái bà cho đấy là tới nhà bà Tư bà không có chịu đi. Dạ. Vậy cái bà vẫn đi dọn. Dạ. Vậy. Cho năm 77 71 anh à, Dạ. tại để ra mất 3 tháng là đi cho rồi mà. Dạ. Rồi mẹ mẹ của anh tên gì? Bà mẹ của em hả, Dạ. thì bà Phùng Thị Phép, nhưng mà hậu cho nó có 3 tháng tuổi làm sao mà nó biết mẹ được anh. Có thể là cái người mẹ nuôi biết tên của mẹ ruột, chứ còn em bé làm sao mà em bé được biết được. Người mẹ nuôi hỏi có thể biết tên mẹ ruột, hoặc là biết tên của cái người cho là bà ghẻ, rồi hoặc là biết tên cha. Cho nên là em cần biết tên cha, biết tên mẹ ghẻ, mẹ mẹ trước, mẹ lớn, và biết tên của mẹ ruột. Em cần biết ba tên của người đó. Vậy giờ nó hết 3 người hả, 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 Dạ, anh? đúng rồi. Đây là cái bà mẹ mà ẵm cho đấy là bà tên và nghe bà kêu bà tên là bà Lụa. Bà Lụa. Dạ. Rồi, còn tên mẹ ruột của em bé tức là mẹ ruột của anh đúng không? Dạ, đúng á. Dạ. Mẹ ruột của em biết là mẹ mẹ của em. Dạ, rồi tên gì? Bà Phùng Thị Phép. Phùng Thị Phép. Dạ. Dạ, còn ba? Ông ba thì ông chết cái năm mình đi đó ra là cũng như mang thai là cũng như ông cũng con ông con ông Nguyễn Lụa luôn, cũng nghe kêu vậy á. Dạ, cũng tên Lụa luôn. Dạ tên Lụa luôn, nghe kêu vậy á. Gọi là giống như ông Lụa bà Lụa À dạ. ha. Dạ. Vậy là tên ba và mẹ được gọi là tên ông Lụa Dạ. bà Lụa. Dạ. Còn tên mẹ ruột á, thì là Phùng Thị Phép. Dạ. Dạ. Mà bây giờ đấy là chỉ còn có một mình em là coi như là dòng máu một một cha một mẹ tao. Dạ, đúng rồi, biết. Có nghĩa là anh với cái người mà bị cho đó là cùng một cha một mẹ. Dạ, tại vì ông ba là ông ghé lại bà mẹ đi để được 2 người. Dạ. Thôi giờ em nói vậy cũng nhờ, có sao vậy cũng nhờ anh lên giùm em ít lần cho ví dụ em nó còn sống thì là thấy, hay là những bà con lân cận xóm làng á thì nấu biết cái nấu cỡ giùm cho nó tiêm lại. Dạ. Rồi theo anh đó thì có thể cái người nuôi biết tên của mẹ ruột hoặc là biết tên của mẹ 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 lụa không? Không biết đâu, tại bà cái bà nuôi bà mẹ ẵm cho đấy bà nói với em rõ ràng mà, bà máu nói đây khoảng 5 năm ạ. À. Thì bà nói là bà ẵm bà đứng đấy là cái bà kia bà tới hỏi đó, bà nói mà bà cho mà bà ẵm xong rồi bà nói thâu đó cho bà con dâu bà 10 năm không có con, rồi bà mời theo bà tới nhà bà Tư cái bà ẵm cho đấy là bà không có đi mà bà cũng không có hỏi tới gì hết á, như vậy. Dạ. Ok anh, tôi được rồi. Thì thông tin của anh thì thật sự mà nói là khó khó kiếm, khó không có Dạ. căn cứ để không có mục tiêu để kiếm. Ừ. Thôi bây giờ em nói vậy chỉ nhờ mà là nhờ anh lên giùm ít lần cho nó, nếu nó còn sống á, thì là thấy, hay là những người mà lân cận rồi nó nghe cái lịch sử của nó vậy rồi nó biết lại giùm, ý em nói vậy. Dạ, ok, chỉ có hy vọng như vậy thôi. À, Dạ. hoặc là ví dụ như biết đâu có thể là giống anh phần nào đó để mình xác minh cái thông tin ban đầu. Dạ. Còn cái hình mà anh gửi cho em đó là hình ai vậy? Hình của em á. À, hình của anh đó hả? Hình của em nhưng mà cái hầu đấy em còn hơi hơi trễ, em hầu mất hầm mấy của gần gần 30 á. Dạ.
Đấy rồi, em tới năm 2, năm 3 tuổi mà. Dạ. Em sinh một năm năm 1970 rồi. Dạ. À, anh 70 rồi thì đương nhiên là cái ông em phải là 71, 72 chứ làm sao mà. Bảy mốt, bà chị cá nha, bà nói 71, chắc Dạ. ăn 71. Thì đó, vậy là hồi nãy anh nói 70, 71 rồi 72. Vậy thì có Đấy. thể. Vậy là 71 thì đúng hơn, hoặc là cuối 71. 71. Bởi vì là bản thân của anh Toàn thì đã là 70 rồi, làm sao mà anh ấy là 70 được. Mà bà chị bà còn nói sinh sinh năm 71 mà bây giờ bà còn sống. Ok anh, rồi cái thông tin của anh thì em xin ghi nhận theo cái nguyện vọng của anh, còn cái việc mà tìm á, thì thật sự mà nói là em thấy cũng cũng hơi khó, hơi viển vông, nhưng mà biết đâu được thì ân trên sẽ cho mình gặp không chừng, đó là cái phước, nếu mà gặp được thì là cái phước. Có thể là biết đâu được ai cũng rành cái câu chuyện này, hàng xóm hay là cái gì đó ai biết được câu chuyện này, hoặc là ai trước đây đã từng được cho ở chợ Tuy Hòa vào năm đó, thì nếu mà có giống giống hoặc là có nghi ngờ thì họ lên tiếng anh hát. Rồi Năm 71, sợ năm 71 qua năm 75 sợ cha mẹ nuôi nó có tái cư đi đâu xa anh à. Tới giờ nó hầu giờ em với nó cũng trong tỉnh cầu sống rồi, em đi xem ra chừng lâu tiếng tới 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 đó à. nói chung cái điều đó thì mình chưa biết được, mình chỉ thông báo là cái nơi cho thôi, chứ còn sau này thì vật đổi sao dời, nhiều cái thứ xảy ra lắm, mình không biết được đâu. Mà Mình cái chỉ hầu cho đấy là em nói vậy, hầu cho đấy là nói cái bà cho đấy, bà có nói là cái bà tính là cái nối như cái bà xin nữa là bà nậu để sao, nhưng mà bà hầu đấy bà đi cho bà nói bà cái bà xin đấy hình như bà đi mua chuối, bà đứng đi chợ bà mua chuối, bà thấy bà đầy ẵm đứa con rồi bà hỏi cái bà kia bên là bà cho vậy, cái bà nói được á cho bà về chồng dâu bà chứ 10 năm không có con đó vậy. Rồi cũng có cái mấu chốt là con dâu 10 năm không có con, thì có thể là Dạ cái dạ việc dạ cũng khi nghe đến, có thể là thấy cũng có thể giống giống hoàn cảnh của mình thì người ta lên tiếng thanh hát. dạ dạ Sau vậy em cũng cảm ơn anh cũng như anh giúp giùm em, Ok anh. cho em mừng sao mà hôm nay mà em ôm cái máy từ trưa tới tối, từ tối tới khuya em ngủ không được, mà cũng nhắn tin anh biết mấy lần mà em mỗi màu em ốp chắc mấy ký á. Tại em thấy là anh lên nhiều người mà còn cho Sài Gòn mà giờ ra quá kìa, cũng giờ tìm cũng ra mà em ức sao mà chịu không nấu. Ok anh, thì em cũng xin lỗi vì em nhiều việc quá, em không có thể nào mà giải quyết hết được, cho nên là cứ từ từ anh thấy đó, rồi từ từ lần lượt thì cũng tới đó. Thì em cũng biết anh nhiều việc lắm mà em cũng thiệt em cũng nôn do em cho nôn cho anh công chuyện của anh là biết bao nhiêu công chuyện Đủ là thứ đúng đủ chuyện trên đời. đồ đi Đủ. tìm mộ mất đồ tùm lum la đi, anh cũng đi ra thấu về Hà Nội rồi ấy. Trời ơi chương trình của anh là em coi không chương trình nào sốt hết á, ý em vừa thấy hay nhưng mà ngược lại là em coi thử nó có ai lên mà là nói trùng hợp của em không ý vậy. Rồi, ok anh, vậy đi, rồi có gì thì em báo cho anh, có tin gì em báo cho anh nha. Có dễ à, anh cảm ơn anh nha, nhưng mà có gì cũng như là anh giúp đỡ giúp em chứ em mỗi mòn tại đây có một năm là em có vô trong tổng đài của tỉnh đây mà mình báo mà cuối cùng thì ra quốc à, ý mình vô tổng đài tỉnh là mình biết gần mình biết à, cuối cùng thì em ru luôn Ok anh, vậy nha, em ghi có nhận biết thông tin. ở đâu nữa, đâu biết ở đâu nữa mà mình đi tìm thì hỏi. Ok, rồi em ghi nhận cái thông tin của anh, rồi có gì em báo cho anh hay nha. Chào anh nha. À, chào anh nha. Dạ 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 rồi, chào anh. Quá mừng mừng sao mà run nãy giờ. Dạ.